cái gia vị nãy mình nói còn thiếu. Các bạn cùng ăn ly với mình nhé. Đây là cái gia vị mà không thể nào mà thiếu được trong các cuộc nhậu của đấng mai dâu đúng không? Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ clip và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn, mình là Phương Baby. Mình là thành viên mới của nhóm Hot Girl ẩm thực. Hôm nay mình đến đây làm món tôm nướng than hoa. Mình đã chuẩn bị một cân tôm. Tớ định nướng hết tớ mới ăn, nhưng mà tôm rất là thơm rồi nên là bây giờ tớ sẽ không đợi được nữa, tớ sẽ gấp ra, tớ sẽ ăn luôn cho các bạn xem nhé. Tôi chết rồi, mình ăn mấy con mình mới nhớ ra là thiếu cái gì, hình như là thiếu gia vị hay sao ấy. Mình đi làm gia vị để ăn thêm. Mình có chuẩn bị gia vị này, quất này, tỏi này, ớt này. Bây giờ thế đã xong gia vị, bây giờ chúng ta cứ thử hết rồi. Còn mỗi 2 con tôm thôi. Mình uống nốt rồi mình ăn nốt. Mình lại ra rồi mình ăn tiếp thôi. Ngon hứng hẳn luôn.
bạn nào muốn ăn khô thì nướng hơi cháy của mình thì ăn nó sẽ thêm dai và nó ngọt hơn. Còn bạn nào muốn ăn ướt thì nướng vừa chín rồi ăn sẽ ngon hơn. Các bạn ăn thử nhé. Thực sự thì mình cũng không biết diễn tả cái vị này như nào nữa, nhưng mà mình thấy nó rất là ngon ngon thơm thơm ý. Bạn nào mà gầy thì ăn một ngày ăn 1-2 cân chắc là kiếm như mình nè. Có món nướng nào mà ngon hơn mà muốn mình ăn ấy thì comment xuống bên dưới nha. Nếu mà comment nào mà được nhiều like thì mình sẽ ăn theo ý của các bạn nha. Quên mất, mình thấy vẫn thiếu một cái gia vị gì nữa. Các bạn có đoán được là gia vị gì không? Để nữa mình sẽ mang gia vị cho các bạn xem nhé. Ăn và nướng thì mình còn có mấy con tôm cuối cùng. Bây giờ mình sẽ gấp ra đĩa và ăn tiếp. Đây là cái gia vị nãy mình nói còn thiếu. Các bạn cùng ăn đi với mình nhé. Đây là cái gia vị mà không thể nào mà thiếu được trong các cuộc nhậu của đấng mai râu đúng không không? Thank you.
comment xuống bên dưới nhé. Comment nào được nhiều like nhất thì mình sẽ mời đi nhậu cả mình. Nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Clip đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.